Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tân Riddle. Xin chào các bạn đã đến với video thứ 37 trong loạt video hướng dẫn về cách chơi game Elden Ring. Ở lần trước, chúng ta đã dừng chân tại Ulpalay này. Đây, sau khi đã hạ gục được con quái chấn dữ nơi đây, chúng ta đã nhặt được tấm bản đồ cũng như gặp được ông chàng bán hàng trong này. Và hôm nay chúng ta tiếp tục khám phá khu vực này. Bây giờ, chuyến hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu. Và chúng ta đã giết khá tất cả những con Clayman dưới này, như nhặt được một số như thêm ở khu vực xung quanh. Chúng ta chỉ còn ở bờ bên này cũng như cái mép phía trên này. Và để nhặt những item đó, chúng ta phải dòng vào huyên đây. Rồi, nhảy xuống nước. Đây, chúng ta dòng vào huyên này để vào cửa kia. Ở trong này cũng có rất là nhiều lính. Đấy, các bạn hãy búp đàm trước đi. Chúng ta chăm sóc kỹ lưỡng hết cái bọn Clayman này. Nó khá đông đấy. Uống lại máu này. Mana thì chúng ta tiết kiệm cũng được. Rồi, vậy thôi. Và bọn Clayman này chúng rất là sợ lửa. Các bạn có thể cho chúng nó một mồi lửa, chúng nó sẽ đi hết lửa thôi. Rồi, uống lại mana này. Khi chúng ta full buff thì với một lửa chúng ta dễ dàng tiêu diệt chúng thôi. Hết. Rồi. Xét hết từ tên một, cũng còn tên nào cả. Uống lại mana này. Hồi lại máu này. Rồi, và còn vài tên dưới này, tôi sẽ làm hết đi trước khi chúng ta tiếp tục khám phá. Ok. Rồi, chúng ta nhập được God level 1. Golden Rune 1. Đi xét cái map thác này. Ok, chẳng có gì cả. Rồi, từ vị trí này chúng ta quay ngược lại cái cổng. Chúng ta đi vào cái hàng phía bên trái của cái cổng này. Chúng ta sẽ quay ngược trở lại phía trên cái vị trí lúc nãy của chúng ta. Rồi, đi thẳng vào bên trong. Nó sẽ quay trở lại chỗ ban đầu này. Giết những tên Clayman này luôn. Rồi, đây là Smithington. Uống lại mana và máu. Lúc phía ngoài này. Rồi. Chạy về mép bên đây. Slot 1. Rồi, đi lên những cái cột đá này. Nhảy lên trên kia. Rồi, đi qua đây.
tôi sẽ nhập là Smithington. Level 3 và cũng không còn gì ở đây cả. Bạn hãy nhảy ngược xuống đây. Muốn tôi quay trở lại cái khu vực đông đúc lúc nãy. Bật đèn nhé. Trên này chúng ta còn vài item này, chúng ta chưa thể nhặt được ngay bây giờ. Chúng ta có formic rock bên phải. Rồi. Smithington 1. Golden Rune 2. Golden Rune 3. Rồi, thẳng vào bên trong này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thang máy, tuy nhiên các bạn cần phải gạt công tắc ở đây. Rồi, sau khi lên thang máy chúng ta sẽ đến một xe upgrade khác. Gạt xe upgrade luôn. Cái thân katana nhìn đẹp quá nhỉ. Rồi, bên phải chúng ta là xe upgrade. Kích hoạt summoning pool. Kích hoạt nốt xe upgrade. Mọi người nghĩ được bạn cần. Tuy nhiên chắc cũng không cần ngồi nghĩ được. Nếu bạn ngồi nghĩ những con quái nó sẽ hồi sinh lại. Chúng ta phải giết chúng nữa. Khá là bất tiện. Rồi, đi thẳng về phía trước này. Tiến xuống dưới. Nó sẽ có những item dọc cái hành lang, dọc bức tường. Shattered Arrow 10. Smithington 3. Lost Wall Level 1. Ok, thẳng về phía trước. Ở vị trí cái ngã ba này chúng ta sẽ có kiến gì? Không có kiến, cái ngã ba thì cái đường này sẽ dắt về cho chúng ta đi ngược trở lên cái chỗ phía trên cao, chúng ta thấy cái item mà chưa nhặt được. Tuy nhiên chúng ta khoan phổi đi đường này và hãy đi thẳng từ ngã ba này, đi thẳng lên trên. Dọc đường sẽ có rất là nhiều chú kiến như thế này. Tuy nhiên những con kiến ở đây đã yếu hơn những con kiến bên trong kia. Đừng quá lo. Cái spoil của nó cũng thấp. Rồi. Tiếp tục đi thẳng lên. Tại vị trí ngã ba này các bạn có thể đi về bên trái trước cũng được. Trong này là một cái đường cùng thôi. Thẳng vào trong. Mới có biết sinh tồn 3. Hết rồi. Quay trở ra. Chúng ta sẽ bị mai phục vào chú kiến. Đó. Đó. Giết chú luôn. Bên này có một con này. Trốn trong cái hốc phía bên trái này. Rồi, tiếp tục đi thẳng tới. Ray Midnight X8. À, nó núp bên này ha. Bùng cửa lắm. Rồi, cũng thuộc cái đó. Cho nó đi hết một lượt. Rồi, nó là 4 con. Thì hiện tại vị trí rộng rộng này. Phía bên này là cái giếng mà chúng ta đã nhắc tới này. Khoan hay vội ở đó, các bạn đi thẳng đi. Rồi, mình dùng rune 3. Rồi,
tới cuối cái thác này. Chúng ta có Magic Create 3 và hết. Chúng ta sẽ quay lại đi lên trên cái giếng. Rồi, chúng ta sẽ có xe upgrade đây. Kích hoạt xe upgrade. Không cần ngồi nghỉ nhé. Bạn sẽ không muốn những con quái nó hồi sinh là hết đâu. Rồi, kích hoạt summoning bone luôn. Thì cái giếng này, chúng ta không thể đi lên được. Gạt công tắc chờ nó xuống thôi. Thì cái giếng này sẽ đưa cho chúng ta về ngay cái vị trí khi các bạn bấm nút bật bản đồ, nó sẽ biết ngay vị trí của cái giếng. Đây. Cái giếng này đi xuống cũng hơi lâu á. Rồi, chúng ta lên đó thôi. Trên đó sẽ có một item cho chúng ta nhặt. Cũng đồng thời chúng ta đã khám phá xong được cái nhánh này. Đây, cái này thì chỗ chúng ta giết cái con quái bự đầu tiên trắng như cỡ này. Chúng ta nhặt hết item cho bông hoa, có bông hoa mà phun magnet ở đây này. Chúng ta nhặt hết ở đây, chúng ta không khám phá xong khúc này. Cũng như toàn bộ những khúc này. Còn con đường nhỏ này, chúng ta sẽ khám phá con đường này. Rồi, mang nó quay trở lại cái giếng. Con golem ở đây, chúng ta ra tiễn nó luôn. Hôm nay tôi cũng chẳng hiểu sao nó mất hết nửa máu rồi. Cho nó hai lửa. Rồi. Một critical hit nữa là nó đi thôi. Nhanh hơn thì chúng ta sẽ được cái giáo của nó. Rồi ok. Các bạn lên ngựa. Chúng ta dọng ở phía sau của cái giếng nha. Chạy thẳng thôi. Đây thì chúng ta sẽ có một ma xe này, không có mạnh đâu. Và cũng không nhất thiết phải giết nữa. Kệ đi, cứ máu chiến thì mình giết thôi. Rồi. Nhả thêm thạch được xuống kiểu chào mừng chúng ta. Rồi, dòng vào phía sau luôn. Chúng ta sẽ có được một item trên cái xác, rồi trên ghế Stonework cây. Ok, không còn làm gì để làm nữa, các bạn quay ngược trở lại xuống dưới cái giếng này. Chúng ta sẽ quay trở lại cái điểm Ansel River Sluice Gate ở đây nhé. Rồi, dòng ngược trở ra. Chúng ta sẽ đi xuống đây. Có chết không được. Tôi yên đá xem nào. Ok. Rồi, mày nhảy luôn, chạy thẳng ra cái con đường ngay ngã ba chỗ với những bộ xương kiến này, bật đèn nhé. Rồi, từ đây ta nhập luôn run 1 này, xương kiến này. Rồi, lên phía trên luôn. Ở phía này chúng ta sẽ có con kiến có cái đuôi bự này đẻ trứng này. Cái con này thì chúng ta có thể cho nó cái phi tiêu cũng được, là nó bể thôi. À, một cái cung ra cho nó hít vô ngay giữa bụng là chết thôi. Nó yếu lắm. Rồi, bảy kiến kia thì chúng ta sẽ được khui nạc. Kiến này thì các bạn cứ cho nó lửa thôi, nhẹ nhàng và đơn giản hơn nhiều. Tất cả cứ mỗi một cái con kiến có bụng bự để cho chúng ta một run hạt này, khá là ngon lành. Nếu các bạn cảm thấy yếu yếu sức, các bạn có thể sử dụng run hạt tăng thêm mớ sức mạnh cũng như cây máu chúng ta sẽ rất là dài. Vậy
tôi thì cách chơi mình thì mình sẽ hạn chế dùng Runar đấy, tại đó là một phẩm không thể farm được nhiều. Rồi, rồi chơi thẳng ra phía sau này, nhảy lên bức tường đá đấy, và item của chúng ta lúc nãy chúng ta nhìn thấy nhưng chưa nhặt được, Slutinton 4. Rồi quay trở lại, nhảy lên phía trên. Ở đây thì chúng ta có được Celestial Deal. Rồi ok, cũng không còn gì đây. Các bạn hãy quay trở lại điểm save đây, Unsell River Downstream nhé. Rồi, kích hoạt save đây và ngồi nghỉ nếu bạn cần. Rồi ok, chúng ta tiếp tục thôi. Thì từ vị trí save đây này, các bạn hãy xuôi thẳng theo dòng suối này, và đi theo suối này về phía tây nam. Đấy, khám phá khu vực bên này trước. Rồi, đây cũng có đàn các con kiến, tôi có thể giết hết những con này cũng được. Tinton 2. Chúng ta được một Starlet Man in Moonzing Horn Charm. Bomb drop. Những con kiến nó tạm thời cứ để nó sống, chúng ta đánh dấu đường đi vậy. Đi về cái hướng tây nam này trước. Rồi. Ở đây. Đó có những con cốc này, cho nó mồi lửa luôn. Con này khá là nguy hiểm, nó phun độc đét đấy các bạn. Còn con bên kia kìa. Đấy. Rồi. Cho nó mồi lửa luôn. Con này nó khá là phiền phức đấy. Rồi. Khi bằng build up cái đét đó, đầy cây, các bạn sẽ chết ngay tức khắc. Đấy, đó là một cái trạng thái độc tính khá là nguy hiểm đấy. Cực kỳ nguy hiểm. Rồi, có một con trong này này. Nó sẽ được swap này, xà bông. Rồi, nhặt tên mép ngoài này, chúng ta sẽ nhặt được Summer 3. Rồi, một vài con bướm Ionian. Rồi, ngay vị trí này chúng ta cũng không có làm gì được, chỉ khám phá để nhìn thôi. Dưới này chúng ta sẽ khám phá sau. Đây là một cái đầm lầy rút. Ê, có một con boss tới đó nữa, khá là nguy hiểm đó. Ok, chúng ta quay lại thôi. Rồi, đổi lại vị trí những con kiến chúng ta đã chừa lại. Để chúng ta sẽ tiện hết chúng luôn. Con nó lại trâu hơn bình thường. Rồi. Đây, tiếp tục đi vào trong này. Rồi, ở đây. Đây. Bạn hãy đi về phía bên phải này trước. Từ bên trái chứ. Đấy, chúng ta sẽ có được Melted Mushroom Meat 3. Đây là hướng còn lại. Có God Level 2. Tiếp tục quay lại và đi thẳng tới. Thì tiếp theo, chúng ta sẽ đánh vào con boss. Con này là con Dragon Skin, chúng ta đã từng gặp ở trong cái Nocron City, ở tầng cao trên thác nước ấy. Rồi, các bạn bước đầy đủ trước khi vào.
và cũng không cần cái bình sleep này, tạm thời bỏ ra đi. Genie Strain. Rally Standard, hồi lại mana. Các bạn có thể búp đốt lửa lẹp. Rồi ok, vào thôi. À, ta có thể summon Mick Mick Ask vào đây. Rồi, hồi lại máu Mick. Rồi ok, ok thôi. Lúc này thật sự thì nó không mạnh lắm đâu. Né này, bỏ target. Nhớ là đừng bao giờ target những con này. Né này. Né này. À. À. Làm nó không cao đâu, các bạn đừng có lo. Đó, mình với Mick Mick Tia là phối hợp chém. Gây đâm hẹp chính nhanh thôi. Các bạn đừng target gì nó, cứ đứng giữa hai chân mà chém qua, chém lại hai chân thế thôi. Máu của nó không ít, nên nó cũng nhanh lên đường thôi. Rồi. Kích hoạt Sire Prey, và ngồi nghỉ nếu như bạn cần. Rồi, và chúng ta đã được một Incarnation Frozen Lightning Spear. Cũng khá là mạnh đó. Đây, khá là ok. Nếu các bạn chơi theo đường pháp thuật Incan thì hãy xét, các bạn có thể sử dụng những cái chiêu này. Rồi. Và con đường này dẫn chúng ta đi được tới đây thôi. Chúng ta cũng không còn gì làm nữa. Khung cảnh thì quá là tuyệt vời đúng không nào. Outer God này. Rồi, các bạn đi thẳng xuống đây. Outer God. Rồi, vào bên trong này, chúng ta sẽ có cái rương. Đây, các bạn ché là biết xịn rồi đấy. The Red God, Love War. Lại là một cái vật phẩm nâng cấp summon. Ok. Rồi, các bạn hãy quay trở lại điểm Sire Prey phía bên ngoài này nhé. Nosterlight Eternal City. Điểm Sire Prey mà chúng ta đã mở trước khi chúng ta đánh con kiến đầu búa ngày hôm nay. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ khám phá khu vực này. À, đi con kiến ngay trước mặt đi. Đây là những con kiến kết hợp với cái con chiến binh nóc. Đây thành chiến binh cư kiến luôn. Khá là thú vị á. Rồi, cho nó một critical hit nữa. Và các bạn có thể phun hai lửa cho nó té thẳng luôn. Chúng ta đỡ phải công chém nhiều. Rồi, rồi nhặt được God lớp 7. Ok, trở lại. Chúng ta sẽ khám phá những vùng đất nằm ở phía dưới trước và cái cầu thang dắt lên trên. Chúng ta sẽ để sau. Ok, tiếp tục tiến vào phía bên trái này, bên phải này. Rồi, lên cái phế tích nhỏ này. Có những tên nóc khác. Tôi sẽ nhặt được Rauchin Holy Reese. Critical hit tên cầm chì này. Xem nó cầm sông đấm luôn à.
Rồi, cú nhảy chém rất dễ dàng cắt đứt cái cách chiêu của nó. Nó quay lại bên nhạc Smithington level 6. Tiếp tục đi về mép phía bên phải. Ra phía sau cái ngôi nhà này, dãy nhà này. Rồi, chúng ta sẽ nhặt được Silver Tear Hood X3. Rồi, đi trở lại. Phía trước cửa những ngôi nhà này có những ốc sơn này. Và hãy cho những ốc sơn này nếm mùi nướng đi, thiêu đốt đó. Celestial Deal Serpent Arrow, những thứ hành xui thôi. Rồi, từ đây chúng ta tiếp tục men theo cái dách nhà phía bên phải này. Đây, chúng ta có những option núp dưới tường này. Phải giết hết những con phía ngoài trước cũng được. Smith Titan level 6. Một bay ở chân tế xem. Rồi, uống lại máu và mana. Rồi, quay trở lại vô cái con hẻm này. Đấy, có mấy con option ở phía trên này. Chờ nó gớt xuống. Mà nó không gớt. Phong phi tiêu lắm. À, dùng cái này đi. Ok. À, cũng được à? Ok, giết hết cũng được. Thì không có gì trong này cả. Rồi, các bạn quay trở ra và tiếp tục chuyến hành trình theo cái dách nam này. Tại đây sẽ có những cái con cái quick tier. Khi các bạn giết chúng xong, chúng sẽ nổ điện ở xung quanh. Rất là nguy hiểm đó các bạn, đứng gần chúng như vậy. Rồi, tôi giết hết thôi. Bắn xuống. Rồi, chúng ta sẽ giết cái con cưỡi ngựa này trước này. Nó là khá là nguy hiểm đấy. Rồi, các bạn giết một con thế này, nó sẽ nổ chết cả con kia đấy. Đấy. Con kia cũng chết theo. Rồi, chúng ta giết một hai con này. Nó sẽ nổ hết những con còn lại. Dướng gốc cây vào nha. À, chỗ này không có nước nên nó không lan ra được. Nhìn thấy. Ok. Rồi, chơi thôi. Đó là hai lửa. Rồi, để tìm cầu hết tình còn lại. Xong. Khá là đơn giản đúng không nào? Rồi,
ta nhặt được gót 8. À, chúng ta có 6, có 7, và bây giờ chúng ta có 8 rồi. Còn thiếu một cái gót 9 nữa thôi. À, và những con Silver Tear mà nó có cái khiên che trước mặt này. Các bạn cần phải dòng sau lưng nó và quýnh được nó nha. Và giết xong các bạn hãy nhớ tránh ra, nó sẽ nổ điện xung quanh. Rồi, tiếp tục men theo cái dốc phía bên phải này. Rồi, nó có khiên này, bạn dòng ở sau lưng này. Nó phóng không đau đâu, bạn không quá lo. Ok. Hồi lại máu và mana. Tiếp tục ở sau lưng. Giết được một con, sẽ nổ điện ở những con còn lại. Rồi dòng ngược ở phía sau. Có xìm tia hút. Những con phía trên này nó nhảy xuống hết rồi. Ok, tiếp tục đi ở phía trước này. Những con mít bên đó có thể để chút xíu nên chúng ta ghé. Tôi đi xét cái dách phía bên phải này trước. Rồi, ở đây chúng ta có một kiếm này. Hai con đây, tên lửa nó. Ok, xét cái mép đá mà này. Ta có stone của cây. Rồi. Và ngoài này thì không còn gì nữa cả. Ok, mình tiếp tục mình theo dết cuối này. Đó, cứ nhặt hết tất cả những vật phẩm bên dưới trước. Chúng ta sẽ leo cầu thang và quét một lần nữa. Mimic. Rồi. Ở đây chúng ta có những tịch kiến cự ngựa này. Uống máu lại. Rồi, bắn búp thôi. Không cần để dành đâu. Then restrain. Ra line standard. Uống lại mana luôn. Du kiếm. Rồi, ok, đi con này trước. Được theo con này. Phun cho nó hai lửa. Hit the goal hit. Rồi, xong. Thì giết con cuối trước này. Rồi, quay trở lại với dốc núi phía bên phải. Nó sẽ lên đây lột lột luôn hai con kiến này. Cái con kiến đầu búa này. Cho chúng nó hai lửa nha. Nó khá là nguy hiểm. Ồ.
Rồi. Lợi dụng cơ hội chiếm rồi. Đàm của chúng nó khi chúng nó ủi bằng cái đầu rất là đau. Nên các bạn nên cẩn thận với cái chiêu ủi của nó. Rồi, và hai con này không cho chúng ta được cái gì. Ok. Để giết nó nhiều sự chinh phục vậy. Rồi. Tiếp tục dòng qua mép núi phía bên trái. Ta có con bọ mana này, bạn có thể uống được mana trước khi giết con bọ này cũng được. Hồi đã máu luôn. Này. Nó sẽ nổ lan vào những con kia. Con kia cũng sẽ chết theo. Đó là tiện lợi. Rồi. Chúng ta có thể vào nhặt được Celestial Deuce. Rồi tiếp tục mang theo cái mép vực phía bên phải. Đây, chúng ta có con nóc bên ngoài, giết nó trước. Cho nó hai lửa. Giờ thì cổ biết một con. Con kiến này thì không phải lo rồi. Ok. Rồi, trong cái nhà này chúng ta sẽ có được thang máy. Chúng ta đi xuống tầng dưới của khu vực. Thì ở cái tầng dưới này chúng ta sẽ gặp được anh chàng quen thuộc. Và con đường này cũng là con đường đi tiếp theo. Tạm thời chúng ta hãy để đó. Chúng ta sẽ quay lại sau. Tiếp tục khám phá hết tầng trên. À cũng được thôi, các bạn cứ đi xuống trước. Rồi chúng ta kích hoạt xe upgrade ra. Rồi chúng ta sẽ quay lên. Xe ở đây. Để không cần ngồi nghỉ nhé. Chúng ta sẽ quay lại đây khám phá tiếp. Rồi, chúng ta quay trở lên thôi. Rồi, quay trở ra. Ta còn một vài con lính ở dưới này. Đây, cái map bên đó chúng ta đi rồi đấy. Rồi, mang theo cái dách ở phía bên phải này. Giết hết những con trong này luôn. Không nổ rồi nhỉ. Không lây kìa, nó không có nước là nó không lây. Ok, bùng lửa đó. Rồi, ở ngoài mép vực, ta có server 7. Rồi, lấy máu nhé. Rồi, chúng ta đã gần như là khám phá hết toàn bộ khu vực phía dưới rồi. Còn phía trước này chút xíu nữa thôi. Rồi, ta sẽ hạ gục luôn cái con nóc ngồi ngựa kia. Cho nó nhát trước. Tiếp theo hai nhát nữa. Critical luôn. Rồi.
7. Chúng ta sẽ đi về hướng cầu thang dọc bên trên. Rồi, thì đến đây như chúng ta đã hoàn thành hết một vòng khám phá những khu vực dưới đất. Bạn ngồi nghỉ nhé, ngồi nghỉ phục hồi máu và mana. Chúng ta tiếp tục khám một vòng phía trên bằng những đường cầu thang này. Rồi, và khi ngồi nghỉ, các bạn sẽ có đoạn hội thoại với cô nàng Rani này. Let us speak of the past a while. I was once an Empyrean of the demigods. Only I, Mikala and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers as a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe in the form of a vassal tailored for an Empyrean. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the rune of death, slew mine own Empyrean flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. I turned my back on the two fingers, and we have each been cursing the baleful shadow. Rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Đoạn hội thoại giải thích cho chúng ta lý do tại sao chúng ta phải giết con baleful assassin đó. Đây, kích hoạt summoning pool nếu các bạn chưa kích hoạt nhé. Okay, chúng ta sẽ tiếp tục lên cầu thang này. Đây, có con nóc đang đi xuống này. Không có gì phải lo, sẵn lên giết nó trước luôn. Chúng nó hoa lửa luôn. Rồi, trong cái căn phòng đầu tiên này, phía trước chúng ta có Silver Tear Hood. Ở trong này ta giết thêm một con nóc nữa. Rồi, nhanh thôi. Đây, ta có cái rương bên này này. Rồi, chúng ta được An School Play. Đấy, một cái khiên là cái đầu của cái con kiến mà chúng ta ưa giết từ nãy giờ đấy. Rồi, quay trở ra. Silver Tear Hood. Tiếp tục Silver Tear Hood kia bên nữa. Rồi, từ vị trí này lên tiếp tục cầu thang. Rất là nhiều cái con tên này. Rồi, phần đắc gơ. Phóng cho nó lửa thôi. Tự nó giật điện chết hết những con lại. Ok, tiếp tục đi thẳng lên trên. Rồi, ngay tới đây thì dòng ngược trở lại của căn phòng tiếp theo này. Tôi cũng thấy dòng ra phía sau này. Đây, ở cuối con đường ta sẽ có được Archer gì đó, những con cung, những con sư skeleton. Rồi, quay trở lại thôi. Và ta sẽ đi vào cánh cửa đây. Thì trong này ở phía trên trần chúng ta sẽ có những con cầm khiên à. Ok, các bạn dòng qua sau lưng đó.
ta dễ dàng giết nó từ sau lưng. Nếu các bạn phun lửa thì cũng không mấy hiệu quả đâu. Dòng sau lưng phun lửa đó cũng được. Dòng sau lưng đi. Rồi. Dòng sau lưng dòng lửa. Dòng sau lưng phun lửa. Ok. Giết dây cho nhanh. Rồi, chúng ta hồi máu lên. Mana luôn. Rồi, mình cũng có một cái rương khác. Đây, cho chúng ta được Ghost Lockwork Pickle Bell Bearing 2. Thì cái Bell Bearing này đây, cho chúng ta mua được cái 456. Chúng ta đã có 123, chúng ta mua được 456. Thà hồ mà nâng cấp luôn. Vấn đề chỉ là tiền thôi. Rồi, phía trên này có một con này. Đấy, rớt xuống, dòng ra sau đó. Okay. Rồi, ta Golden Rune 10. Rồi, ở phía trong này chúng ta có một quả cầu. À không, còn là... Ok. Để chắc ăn thì các bạn búp trước khi vào cũng được. Rồi, Silver Tear Hood. À, chúng ta sẽ có cái rương. Rương thứ 3 này cho chúng ta Summer 7. Rồi, quay trở ra hả? Dòng ở phía sau. Góc này chúng ta có Golden Gun 10. Rồi, phía bên kia là một viên đá đấy. Nó sẽ lăn xuống và nó chơi chúng ta đấy. Thì với cái viên đá này, sự thì cũng không khó. Đây, các bạn búp trước đi. Các bạn hãy quay lên đây này. Chạy qua đây. Chúng ta sẽ đứng kế cái con im này. Ở đây nè, các bạn búp. Trên bị strain này. Đó, nó lăn rồi. Rồi, đứng ra đây. Ta chờ nó tới. Rồi nó bị kẹt đó rồi đó. À, thôi má nó chém đi, chả làm gì được đâu. Rồi xong. Khá đơn giản luôn nè. Rồi, trong này có hai con nóc. Đây, các bạn hãy mở Stonework cây. Rồi, chúng ta sẽ vào giết cả hai tên này. Các bạn hãy cẩn thận nhé, nó cũng tương đối là phức tạp. Để chúng bạn không khéo léo. Rồi, một tên. Phun lửa tên còn lại. Nhảy chém, phun lửa. Chém, ấy. Hãy thực hiện những gì vậy thôi. Và chúng ta có cái rương đây. Rồi, còn Nightmare Den, rồi hoặc Stress Puppet. Đấy là hai con vừa rồi. Rồi, phía sau này thì không có gì. Chúng ta hãy quay trở lại. Và đi qua cái cầu hương kia. Đây, từ trên này các bạn nhìn thấy cái cảnh ở dưới này. Đó là chỗ lúc nãy chúng ta đi này. Rồi. Qua bên phía tảng đá bên kia thôi. Rồi, đừng luôn mời. Rồi, trước tiên vào căn phòng phía bên phải này.
thổ si và tiểu hổ tới đây. Rồi, trong căn phòng này ấy có một viên đá nó treo ở trên này. Các bạn thấy ấy, chúng ta cần bút vô trước khi chúng ta vô. Nó sẽ rớt xuống. Uống mana lại. Vuốt kim điện. Rồi, ném cho nó một phi tiêu. Cho nó rớt xuống. Ok, cho nó xuống quýnh cũng được. Các bạn chỉ cần chú ý nó sẽ rớt xuống là được. Rồi. Đấy, các bạn có thể khi nó rớt xuống các bạn phun lửa để tắt gơ cho nó cũng được. Rồi, chúng ta có Lavatia sau khi nó chết. Mở cái rương. Đây, ta có Red Clockwork. Ok, bấm cho ra. Rồi, ta sẽ đi lên cái cầu thang. Đây, có cái thêm đây. Golden Rune 10. Rồi. Và đây, chúng ta sẽ đi đường bên phải này trước. Smithington level 6. Rồi, không còn gì bên này. Chúng ta quay lại vào căn phòng cuối cùng. Silver Tear Hood. Trong phòng này ok. À, vẫn có một quả cầu nha. Bạn Demi Strand này. Rally Standard này. Bút kim điện này. Ta hồi lại mana. Khá là đông nhỉ. Phun lửa đó. Con cầm khiên này thì chúng ta sẽ chém từ sau lưng. Sau lưng giết con này. Các bạn đừng lấn tới quá, viên đá sẽ rớt xuống. Chúng ta giết hết những con yêu này để xử viên đá. Giờ mình sao? Rồi, à viên đá nó xuống rồi, bạn đã bị kẹt ở đây rồi. Nó phải chém luôn. Kiếm thêm. Rồi. Thì nếu viên đá nó xuống, các bạn cứ việc phun lửa thôi. Nó sẽ bị tắt cơ, nó không lăn được đâu. Rồi, mở cái gương. Nó được summer 7. Rồi, phục hồi lại mana. Chạy qua đây.
Silver Tear. Rồi, đây chúng ta có con bò. Nó chúng ta sẽ được Summer Spittiton 6 cũng như trong căn phòng cuối cùng này. Đây, chúng ta được dùng summon này. Rồi, chúng ta summon Mick Mitty ra. Uống lại máu này. Ok. Chúng ta chuẩn bị bút thôi. Gen V Strength. Rồi là in standard cho ta con summon luôn. Rồi, vũ kiếm điện. Lửa. Ok, đã vào thôi. Ở trên này thì không có gì quá đáng ngại đâu. Chúng ta sẽ tạo hai tên lính ra như này. Rồi, chơi thôi. Rồi, xong hai tên. Rồi, nó đã bị lẹt của con Simon đáng chết rồi. Ok. Ta mở cái rương. Chúng ta thuộc Moon of Nostella. Thì cái vật phẩm này cực kỳ quý giá. Tăng số lượng memory slot của chúng ta lên 2 slot, 9 lên 1. Rồi, và ok, đến đây thì thời lượng của video cũng đã quá dài. Chúng ta tạm thời kết thúc phần 37 trong loạt video hướng dẫn cách chơi game Elden Ring tại đây. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào cái Ancel River này, cũng như tiếp tục truy quét của nàng Rennie the Witch. Xin chào và hẹn gặp lại. Hey!